Xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ xin giới thiệu với các em về bài số 7, khái niệm về mặt điện tử. Chỉnh lưu nguồn một chiều. Vậy thì trước khi vào bài học thì chúng ta đi tìm hiểu khái niệm về mạch điện tử. Trước hết thì ta đi tìm hiểu về cái mục tiêu của bài học hôm nay trước. Vậy thì mục tiêu thứ nhất là các em biết được khái niệm phân loại mạch điện tử là gì. Thứ hai là hiểu được chức năng, nguyên lý làm việc của mạch chỉnh lưu, mạch lọc và mạch ổn áp. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng phần cụ thể. Phần 1, khái niệm phân loại mạch điện tử. Các em đi phần 1 nhỏ, khái niệm. Thì mạch điện tử là mạch mắc phối hợp linh kiện điện tử với nguồn dây dẫn để thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Đây người ta gọi là khái niệm về mạch điện tử. Hãy đọc lại. Mạch điện tử là mạch mắc phối hợp các linh kiện điện tử với nguồn dây dẫn để thực hiện nhiệm vụ nào đó. Các em có phần 2 nhỏ về phân loại. Vậy thì phân loại của mạch điện tử thì được chia làm hai loại. Nhìn trên màn hình, chia theo chức năng và nhiệm vụ thì có mạch khuếch đại, mạch tạo sóng hình sin, mạch tạo xung, mạch nguồn chỉnh lưu, mạch lọc và mạch ổn áp. Loại thứ hai là theo phương thức gia công xử lý tín hiệu thì chia ra thành mạch điện tử tương tự và mạch điện tử số. Cái này các em ghi vào trong vở ghi của mình. Mạch điện tử tương tự và mạch điện tử số. Phân loại, phân theo chức năng nhiệm vụ, phân theo phương thức gia công xử lý tín hiệu, chia thành các loại nhỏ như mạch cực đại, mạch tạo sóng hình sin, mạch tạo xung, mạch nguồn một nguồn chỉnh lưu, mạch lọc, mạch ổn áp, mạch điện tử tương tự, mạch điện tử số. Sẽ đi vào phần hai lớn, mạch chỉnh lưu và nguồn một chiều. Mạch chỉnh lưu nguồn một chiều. Đi phần một nhỏ, mạch chỉnh lưu. Vậy thì mạch chỉnh lưu là gì? Em ghi cho thầy một số ý như sau. Đầu thứ nhất tức là nguồn một chiều. Nguồn một chiều là nguồn pin, nguồn ắc quy hoặc là biến điện xoay chiều thành một chiều. Ví dụ như trong cuộc sống là ta thấy cái này rất nhiều. Người ta có thể là biến đổi nguồn điện xoay chiều 220V hàng ngày ta sử dụng thành nguồn điện ắc quy một chiều qua các cái
thiết bị biến đổi dòng. Thứ hai, mạch chỉnh lưu dùng diode tiếp mặt để biến đổi điện xoay chiều thành điện một chiều. Chỉnh lưu dùng diode tiếp mặt để biến đổi điện xoay chiều thành điện một chiều. Bây giờ các em ghi cái mạch chỉnh lưu này vào, chúng ta sẽ quan sát cho thầy một số loại mạch chỉnh lưu. Vậy thì phần A nhỏ, mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ. Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ thì chúng ta nhìn trên sơ đồ mạch điện, chúng ta thấy người ta sử dụng cái sơ đồ mạch điện chỉ dùng một diode chỉnh lưu. Các bạn nhìn trên màn hình, người ta dùng một dòng xoay chiều này, ký hiệu là U ngã này, một biến áp này, và gồm có hai quận dây sơ cấp, quận thứ cấp, dùng một diode này người ta gọi là diode tiếp mặt. Rồi đây là biến đổi, cái diode này sẽ biến đổi điện xoay chiều thành nguồn một chiều để cho cái tải này, ta sẽ lắp một con đèn điện chẳng hạn, tải R tải điện, và nó sẽ chỉnh lưu theo dòng điện từ dương xuống âm. Đây là sơ đồ mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ. Thầy nói lại sơ đồ mạch điện, người ta dùng một dòng điện xoay chiều, ký hiệu là U ngã này, một biến áp, lắp hai quận dây, quận sơ cấp và quận thứ cấp, dùng một diode tiếp mặt và chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. Đấy, ký hiệu U trừ. Và trên cái tải R này người ta có thể lắp bóng đèn thì bóng đèn nó sẽ cháy. Đấy, người ta gọi là mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ dùng một diode. Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ dùng một diode. Không to cái chỗ này ra này, em thấy mạch chỉnh lưu là chỉnh lưu một điếu. Vậy thì ta thấy nè, nhìn vào đây hình A và hình B thì ta thấy cái mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ dùng một điếu thì nó chỉ chỉnh lưu một nửa chu kỳ thôi. Ta thấy cái sơ đồ dạng sóng của nó ra chu kỳ đầu. Sơ đồ dạng sóng.
nửa chu kỳ sau thì không có thì nó lại không có điện. Nếu như từ đây ngược lại thì nó bị chặn, chặn bởi cái điếu thì nó không cho chạy qua thì là nó không có điện. Nửa chu kỳ trước thì đây là sơ đồ mạch điện và sơ đồ dạng sóng của mạch chính lưu nửa chu kỳ. Các bạn sẽ sang cái phần nhận xét về mạch điện chỉnh lưu nửa chu kỳ. Thì phần này các bạn sẽ ghi cho thầy như sau: về ưu điểm, thứ nhất là mạch điện đơn giản, chỉ dùng một diode, thì nó đỡ tốn kém hơn là dùng nhiều điếu. Nguyên tắc về kinh tế sử dụng một điếu. Nhưng mà về nhược điểm, các em thấy làm việc có một nửa chu kỳ, hiệu suất sử dụng biến áp nguồn thấp, sóng ra có độ gợn sóng lớn, lọc san bằng độ gợn sóng khó khăn. Cái sóng của nó thì nó nhấp nhô như vậy, nhưng mà ta xem cái sơ đồ rồi thì là nó có độ gợn sóng lớn và việc san bằng độ gợn sóng nó chẳng khó khăn. Đó là cái nhược điểm của mạch chính lưu nửa chu kỳ. Các em xong phần B, mạch chính lưu hai nửa chu kỳ. To cái phần này ra, em thấy. Vậy thì nhìn vào đây, chúng ta sẽ phân biệt được mạch chính lưu hai nửa chu kỳ so với mạch chính lưu một nửa chu kỳ. Chúng ta nhìn vào cái sơ đồ mạch chính lưu hai nửa chu kỳ thì người ta cũng dùng một nguồn điện xoay chiều, một biến áp, nhưng mà cái đặc điểm của mạch chính lưu hai nửa chu kỳ là người ta dùng hai quận thứ cấp trên và dưới. Thứ hai nữa là người ta dùng hai diode, là diode 1 và diode 2. Và khi mà điều chỉnh nguồn điện từ 220 ra nguồn điện một chiều thì người ta cũng mắc lên một cái tải R. Thì giữa hai cái sơ đồ mạch điện này có điểm gì khác nhau? Này, chúng ta sang cái sơ đồ và sơ đồ dạng sóng của mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ. Ok, ở đây ta thấy này, cái sơ đồ mạch điện chỉnh lưu hai nửa chu kỳ và cái sơ đồ dạng sóng của mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ, ta thấy có những điểm nó khác nhau so với lại mạch chỉnh lưu một nửa chu kỳ. Ta thấy cái sơ đồ dạng sóng của mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ thì đây nó ra đều hơn, bởi vì là nó dùng hai diode. Chúng ta thấy các cái khoảng sóng này nó nhấp nhô liên tục, nó không bị đứt giống như cái mạch một nửa chu kỳ. Thì đối với cái dạng sơ đồ này, nếu như chúng ta có thời gian, chúng ta về nhà chúng ta có thể
biểu diễn vào trong cái vở ghi, biểu diễn trong vở ghi chép của mình. Em vẽ lại các cái sơ đồ mạch điện, sau này thầy chấm vở, thầy sẽ chấm cái phần thực hành này của các em. Chỉ cần vẽ sơ đồ mạch điện, phân biệt được mạch một nửa chu kỳ, mạch hai nửa chu kỳ, mạch nửa chu kỳ, hai nửa chu kỳ. Vậy thì ta đi vào cái nhận xét. Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ, các em có thể ghi vào trong vở của mình như sau. Cái thứ nhất, mạch điện dùng hai diode để luân phiên chỉnh lưu, đó là về mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ. Mạch điện dùng hai diode để luân phiên chỉnh lưu. Thứ hai, quận thứ cấp biến áp nguồn phải được quấn làm hai nửa cân xứng với nhau. Lúc này thầy đã chỉ ra rồi, quận thứ cấp và biến áp nguồn, biến áp thì nó lắp hai quận, một quận sơ cấp và hai quận thứ cấp, để làm hai nửa cân xứng với nhau. Thứ ba, điện áp một chiều có cực dương luôn ở phía cathod của hai diode, cực dương luôn ở phía cathod. Thì diode nó gồm có hai cực, cực dương cathod và cực anode luôn. Thứ tư là điện áp một chiều có độ gợn sóng nhỏ, dễ lọc. Đây là cái phần ưu điểm hơn biến áp một nửa chu kỳ. Biến áp một nửa chu kỳ thì điện áp có độ gợn sóng lớn. Cái này thì điện áp một chiều có độ gợn sóng nhỏ, nhỏ hơn, dễ lọc. Cái cuối cùng là diode phải chịu được điện áp ngược cao. Diode phải chịu được điện áp ngược cao. Đấy là phần nhận xét về mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ. Chắc là chỉ nhớ những cái gì. Vậy đây thầy sẽ giới thiệu thêm cho các em thấy về mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ. Nếu như còn khoảng thời gian thì vẫn trong cái mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ này thì các em quan sát được thầy một cái loại mạch nữa, đó là mạch cho các em trên màn hình là mạch chỉnh lưu dùng 4 diode. Đây là mạch chỉnh lưu dùng 4 diode. Đây là những cái phần thầy cung cấp thêm. Dùng 4 diode. Vậy các em nhìn trên cái màn hình đó là mạch chỉnh lưu cầu dùng 4 diode. Thì ở đây người ta cũng dùng một mạch điện xoay chiều, một biến áp, một quận sơ cấp, một quận thứ cấp, người ta biến đổi nguồn điện. Nhưng ở cái mạch điện này nó có một cái khác so với hai mạch điện trên ta đã nghiên cứu.
đó là người ta dùng 4 diode chỉnh lưu. Chỉnh lưu lắp với một tải. Và điều đặc biệt ở đây là các em nhìn trên cái sơ đồ dạng sóng, sơ đồ dạng sóng thì ta thấy do dùng 4 diode chỉnh lưu nên cái sơ đồ dạng sóng của mạch chỉnh lưu cầu này nó ra cái sơ đồ dạng sóng này, em thấy nó đều hơn, liên tục và đều hơn. Đấy. Vậy thì các bạn nhìn vào cái sơ đồ dạng sóng này, các bạn nhìn thấy người ta biểu diễn thấy cái sóng ra, điện ra của mạch, cái độ gợn sóng nó đều hơn, đều hơn. Đấy là mạch. Vậy thì cái mạch này ta nhận xét như sau. Mạch chỉnh lưu dùng 4 diode. Cái thứ nhất là mạch điện được dùng 4 diode để luân phiên chỉnh lưu. Dùng 4 diode để luân phiên chỉnh lưu. Cái thứ hai là điện áp một chiều của cực dương luôn ở phía cathode của diode. Thứ ba, điện áp một chiều có độ gợn sóng nhỏ, dễ lọc, đó là một cái ưu điểm. Điện áp một chiều có độ gợn sóng nhỏ, dễ lọc. Và các em sang cái thứ tư là điện áp ngược lên diode bằng điện áp của cuộn thư cấp. Đấy là bốn cái nhận xét về cái mạch điện chỉnh lưu 4 diode. Ta sang phần tiếp theo là phần 2. Phần 2 lớn. Phần 2 của cái phần 2 lớn này. Nguồn điện một chiều. Vậy thì các em chú ý, cái nguồn điện một chiều mà chúng ta thường gặp ở trong đời sống là những nguồn điện nào? Thì đây câu hỏi thầy đặt ra thì chắc hẳn là trong số chúng ta đều trả lời được nguồn điện một chiều trong cuộc sống. Nó có rất nhiều, được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống. Ví dụ như nguồn điện từ pin. Thì nguồn điện pin thì được ứng dụng rất nhiều trong các cái thiết bị điện tử. Lấy đơn cử ví dụ như thế là các thiết bị như cái điều khiển và các cái thiết bị điện tử. Nguồn điện pin còn được ứng dụng trong ngoài các thiết bị điện tử còn các thiết bị chiếu sáng như đèn, đèn pin. Một cái nguồn điện một chiều tiếp theo nữa đó là nguồn điện từ ắc quy. Em thấy ắc quy nó có một cái tác dụng to lớn, đó là cái nguồn khởi động của các loại xe cộ. Bây giờ mà xe mà cứ tắt máy rồi xuống rồi lại dùng tay quay được quay thô sơ như ngày xưa như xe công nông chẳng hạn thì rất là bất tiện, nên bây giờ người ta có thể dùng ắc quy khởi động cho các nguồn điện. Hoặc là bây giờ người ta ứng dụng cao hơn như tập đoàn xe VinFast Việt Nam mình, người ta còn dùng nguồn điện ắc quy để thay năng lượng xăng dầu, dùng nguồn điện để ứng dụng vào trong xe tô, xe máy điện, thậm chí là cả xe đạp điện.
Vậy thì nguồn điện một chiều là gì? Đây em ghi như sau. Nguồn điện một chiều là nguồn điện pin, nguồn điện từ ắc quy hoặc biến điện xoay chiều thành điện một chiều. Biến điện xoay chiều thành điện một chiều. Các em thấy biến điện xoay chiều thành điện một chiều ấy, như thế là các cái ổn áp người ta dùng trong các cái thiết bị điện. Biến điện một chiều. À, ta thấy các cái thiết bị như tivi chẳng hạn, trong cái mạch điện nó cũng biến đổi từ nguồn điện xoay chiều thành điện một chiều. Thứ hai, mạch chỉnh lưu dùng diode tiếp mặt để biến đổi điện xoay chiều thành điện một chiều. Đây là dùng cho mạch điện tử. Ý thứ hai, mạch chỉnh lưu dùng diode tiếp mặt để biến đổi điện xoay chiều thành điện một chiều. Các cái thiết bị điện tử và dùng phương pháp này chế tạo. Tập qua phần A, sơ đồ khối chức năng mạch nguồn một chiều. Sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều. Các em chú ý vào cái sơ đồ khối. Sơ đồ khối. Ở đây sơ đồ khối của mạch nguồn một chiều. Đầu tiên người ta dùng một nguồn điện xoay chiều xuống khối thứ nhất là khối biến áp nguồn. Chỗ biến áp nguồn. Khối thứ hai là khối mạch chỉnh lưu. Ở đây nguồn điện được chỉnh lưu. Và sau khi chỉnh lưu xong thì người ta sẽ sang đưa sang khối thứ ba là khối mạch lọc. Mạch lọc nguồn. Muốn cái nguồn điện này nó ổn định, người ta lại phải thêm một cái khối thứ tư, tức là mạch ổn áp. Từ cái mạch ổn áp này, khi nó ổn định dòng điện rồi, người ta sẽ đưa ra cái tải tiêu thụ. Tải tiêu thụ. Vậy thì các em chú ý nhé, cái tải tiêu thụ đó, muốn bền, tải tiêu thụ ví dụ như bóng đèn chẳng hạn, hay là một cái thiết bị gì dùng cần dùng đến tiêu thụ điện muốn bền lâu thì nguồn điện nó phải được ổn định. Nguyên tắc của dùng điện là như thế. Thế ví dụ như cái điện xoay chiều trong gia đình mình vậy thôi, thì ta dùng tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện hoặc các thiết bị điện trong gia đình. Nếu như các thiết bị đấy muốn tuổi thọ nó được lâu thì cái nguồn điện nó phải ổn định, tức là nó dao động từ 220V đến 240V, nó lên đến 280V hoặc 300V thì đứt hết. Nhưng người ta dùng cái quan trọng nhất là phải mạch nó phải ổn định, luôn luôn nằm trong cái khả năng cho phép. Vậy thì để bảo vệ được tất cả các thiết bị nêu trên thì người ta làm ra một cái mạch bảo vệ, mạch thứ năm, mạch bảo vệ. Thì đấy là sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều. Thì ở đây thầy giới thiệu cho chúng ta cái mạch nguồn một chiều thực tế qua cái hình minh họa. Chúng ta thấy cái mạch nguồn một chiều thực tế này nó được cấu tạo bởi bốn khối. Khối một, khối hai, khối ba và khối bốn. Và để ổn định cái mạch điện này ra một cái tải tiêu thụ, chúng ta thấy người ta lắp đặt như sau.
Ta chú ý cho thầy cái sơ đồ dạng điện áp gia. Vậy thì ở đây khối 1 là người ta lắp một nguồn điện 220V. Một biến áp và hai cuộn dây. Cuộn sơ cấp và cuộn thư cấp. Và hai cuộn dây này ta thấy được lắp vào bốn diode. Thì bốn diode này thì nó sẽ biến đổi từ nguồn 220 xuống nguồn điện 14V này, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy kia U ngửa và V ngửa đây vẫn là dòng điện xoay chiều nhé. Đây là khối thứ hai, lắp 4 diode biến đổi nguồn điện. Chúng ta thấy này, cái sơ đồ dạng sóng 1 này thì nó lên xuống dạng sóng luôn. Nhưng mà sang cái khối thứ hai khi được lắp diode thì nó đã ổn định hơn. Khối thứ hai sang khối thứ ba người ta dùng cuộn cảm và hai tụ để san bằng cái độ gợn sóng điện. Đây người ta có thể dùng tụ một, tụ hai san bằng cái độ gợn sóng. Thì khối thứ ba ta thấy này, u ba sau đó bắt đầu là cái độ gợn sóng này nó dần dần được san bằng. Rồi sang khối thứ tư, tôi thấy người ta lắp một con IC ổn áp 7812. IC này là dùng để ổn định dòng điện 812 và cho ra dòng điện 12V. Chúng ta thấy khối thứ tư ở đây thì lúc này cái độ gợn sóng của dòng điện nó chỉ là một đường thẳng, nó rất ổn định và đường nó ra nó thẳng tắp và u ra tải tiêu thụ người ta có thể là lắp đèn hay là sử dụng cho một cái mạch điện nào đó rất ổn định. Thì các em nhìn trên cái sơ đồ khối, ta thấy người ta biến đổi nguồn điện xoay chiều thành nguồn điện một chiều ra với độ gợn sóng với dạng sóng bằng phẳng là một đường thẳng. Người ta dùng các cái thiết bị điện tử, diode, cuộn cảm, tụ, IC, người ta đưa ra được một cái mạch điện có độ gợn sóng bằng phẳng. Đây là cái nguồn điện thực tế. Vậy thì ta sang mạch nguồn thực tế thì ta ghi cho thầy hai ý như sau. Thứ nhất là ta ghi nhận xét như sau. Cái khối thứ nhất là khối 1 là biến áp nguồn biến đổi điện xoay chiều 220V lên mức điện áp cao hơn hay thấp xuống. Có thể biến đổi cao hơn hay thấp xuống. Khối thứ hai là mạch chỉnh lưu dùng diode biến đổi điện xoay chiều thành một chiều. Ta mới giới thiệu trên cái sơ đồ.
Khối thứ ba là khối mạch lọc nguồn, dùng tụ điện phối hợp với quận cảm để san bằng độ dẫn sóng cho điện áp. Một chiều ra trên tải được bằng phẳng, dùng tụ điện quận cảm san bằng độ dẫn sóng. Khối thứ tư là mạch ổn định điện áp một chiều, dùng IC ổn áp giữ cho mức điện áp một chiều ra trên tải ổn định. Khối thứ tư này là nó ổn định nhất, điện áp ra là một đường thẳng rất bằng phẳng. Thì đây là cái nguồn điện một chiều thực tế. Vậy thì qua bài học này thầy cũng đã giới thiệu cho các em biết được hai phần chính, đó là phần khái niệm, phần loại, thứ hai là mạch chỉnh liêu và nguồn một chiều. Các em về nhà ghi bài đầy đủ, chúng ta có thể vẽ cho thầy một số cái sơ đồ về mạch điện. Bài học chúng ta xin tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo.